đội hình mạnh nhất thầy Park có thể sử dụng chinh phục giấc mơ World Cup. Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 từ vòng loại thứ 2, nơi có sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh. Với lực lượng hiện có, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có cơ hội giúp bóng đá Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup. World Cup 2022 diễn ra với 32 đội tuyển tham dự, đồng nghĩa châu Á vẫn chỉ có 4,5 suất. Do đó thì cuộc cạnh tranh giữa top đầu của châu Á sẽ rất khốc liệt. Với sức mạnh đã được kiểm chứng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành ẩn số đáng gờm tại vòng loại sắp tới đây. Đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là những Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức, Đinh Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Toàn và Văn Đức đang bước vào đội chín nhất trong sự nghiệp, kết hợp cùng sự kinh nghiệm của các đàn anh như Văn Lâm, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng, Trọng Hoàng. Hiện tại thì Phan Văn Đức và Đình Trọng đang gặp chấn thương, tỷ lệ tham dự vòng loại World Cup 2022 là rất thấp. Mặc dù một số cầu thủ Việt Kiều rất muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng thầy Park vẫn cho thấy muốn sử dụng bộ khung gỗ, bộ khung đã quá hiểu nhau trong gần 2 năm qua. Không khó nhận thấy bộ khung chính được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn sơ đồ 5-4-1 nhằm tăng hiệu quả phòng ngự cho những đối thủ mạnh. Trong đó, Đặng Văn Lâm là người bác chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Bộ ba trung vệ là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng chấn thương trong tình trạng ra sân bỏ ngỏ. Án ngữ bên hành lang cánh trái sẽ là Đoàn Văn Hậu, cánh đối diện là Trọng Hoàng. Bốn cái tên chơi trên hàng tiền vệ là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Xuân Trường và Văn Toàn. Trong khi Nguyễn Công Phượng sẽ là người chơi cao nhất, đội hình này có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, đã quá hiểu nhau trong cách chơi dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí truyền thông châu Á đánh giá tuyển Việt Nam hiện tại là một trong những đội tuyển tiến bộ nhanh nhất trên thế giới. Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự vòng loại thứ hai. Rồng vàng thi đấu 6 trận trong năm 2019 và 4 trận trong năm 2020. Với việc đứng thứ 15 châu Á, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thi đấu ngang ngửa với những đội hạng 1 như UAE, Syria, Trung Quốc hay là Saudi Arabia. Vì vậy, cơ hội để đội tuyển Việt Nam đến World Cup là điều hoàn toàn có thể. Phân nhóm hạt giống vòng loại thứ hai World Cup 2022, Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu tử thần. Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy là đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tránh được một số đối thủ mạnh từ châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình King Cup trên đất Thái Lan với vị trí là hạng nhì sau thất bại tỷ số 4-5 trên chấm 11m trong trận chung kết với đội tuyển Curaçao. Dù thua nhưng kết quả này giúp tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu lọt top 16 đội mạnh nhất châu Á, qua đó đạt được những thuận lợi ở lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup. Theo tính toán của Football Ranking, Việt Nam vươn lên hạng 96 thế giới và vị trí 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 được công bố ngày 14 tháng 6 tới đây. Với vị trí trên thì tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022, tránh được một loạt đội bóng mạnh như là Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman ở vòng loại thứ hai. Ngoài ra, tuyển Việt Nam chỉ phải đụng độ một trong 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia ở vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á. Các đội nằm trong nhóm hạt giống còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc là yếu hơn Việt Nam. Lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra ngày 17 tháng 7 tới đây. Tại vòng loại thứ hai, 40 đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách, sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 3. Những đội này cũng giành vé đến vòng chung kết Asian Cup 2023. Từ những phân tích trên có thể đưa ra dự đoán về kịch bản của tuyển Việt Nam ở lễ bốc thăm chia bảng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Kịch bản về lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á như sau. Bảng đấu dễ nhất là Trung Quốc nhóm hạt giống số 1, Việt Nam nhóm hạt giống số 2, Đài Bắc Trung Hoa nhóm hạt giống số 3, Myanmar hoặc Hồng Kông nhóm hạt giống số 4, Campuchia hoặc là Sri Lanka, Guam, Bangladesh, Mông Cổ. Với bảng đấu này, cơ hội tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 là cao nhất khi Trung Quốc là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất ở nhóm hạt giống số 1. Tuyển Trung Quốc gặp khủng hoảng trong thời gian gần đây và phải bổ nhiệm lại huấn luyện viên Marcelo Lippi. Ở China Cup 2019 thì Trung Quốc còn thua 0-1 trước tuyển Thái Lan. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở nhóm hạt giống số 3. Ở nhóm hạt giống số 4, Hồng Kông và Myanmar là hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số 5 có nhiều đội bóng yếu và nằm ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng FIFA. Campuchia hoặc Sri Lanka, Guam, Bangladesh và Mông Cổ là những đối thủ dễ dàng cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn bảng đấu khó nhất gồm Iran hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản nhóm hạt giống số 1, Việt Nam số 2, Ấn Độ số 3,
Kuwait số 4, Indonesia số 5. Trong nhóm hạt giống số 1 có nhiều đội top đầu của châu Á, trong đó Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc là 3 đội bóng được đánh giá cao nhất. Bất kể gặp đội nào trong số 3 đội tuyển trên cũng là thử thách với tuyển Việt Nam. Ấn Độ là đội bóng được đánh giá cao nhất ở nhóm hạt giống số 3 và có thể gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, những đối thủ đáng ngại của Việt Nam ở nhóm hạt giống số 4 và số 5 lần lượt là Kuwait và Indonesia. Nói về cơ hội của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nhận xét rằng: "Ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ còn quá sớm, thậm chí quá lạc quan để đánh giá cơ hội của chúng ta có thể giành tới suất World Cup hay không. Tuy nhiên sau thành công của tuyển Việt Nam tại King's Cup, tôi nghĩ cơ hội của bóng đá Việt Nam tiến sâu ở vòng loại World Cup sẽ lại được tăng lên và dưới sự chuẩn bị cũng như đầu tư kỹ càng từ VFF cũng như là huấn luyện viên Paul Hanser, biết đâu đội tuyển Việt Nam tạo nên những cơn địa chấn mới." Sự thật về Quế Ngọc Hải và món nợ với người Thái trong 4 năm. Dưới thời huấn luyện viên Paul Hanser, trung vệ Quế Ngọc Hải luôn chiếm được niềm tin và xứng đáng với trọng trách là một điểm tựa vững chắc. Tấm băng thủ quân qua nhiều giải đấu cho thấy sự ổn định về phong độ cũng như tầm ảnh hưởng của Quế Ngọc Hải trong vai trò một đầu lĩnh ở tuyển Việt Nam. Năm 2015, đội tuyển Việt Nam hành quân tới Thái Lan chuẩn bị trận đấu vòng loại bảng F World Cup 2018. Khán đài sân vận động Jamai Mangala hôm đó ken chặt khán giả, còn dưới sân đoàn quân huấn luyện viên Mura phải vật vã chiến đấu với một đội tuyển Thái Lan đang ở đỉnh cao phong độ và thống trị khu vực. Với Quế Ngọc Hải khi đó 22 tuổi được khoác áo tuyển quốc gia, thi đấu với Thái Lan, đối thủ không đội trời chung với bóng đá Việt Nam và biết bao trận đấu đầy nợ nần. Quả thực đó là vinh dự, nó đi cùng với áp lực rất lớn. Tấm thẻ đỏ của Minh Châu khiến đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước đội chủ nhà. Với Quế Ngọc Hải, trận đấu này là cột mốc khiến anh luôn đặt mình trong đầu một quyết tâm ngày nào đó phải vượt qua Thái Lan, nhất là hình ảnh mãi không bao giờ phai trong tâm trí khi nhìn lên khán đài sân vận động Jara Mangala, thấy một băng rôn lớn với dòng chữ đập vào mắt đầy nhức nhối: Thái Lan King of ASEAN, Thái Lan vua của Đông Nam Á. Thậm chí sau khi cả đội tuyển Việt Nam di chuyển khỏi sân để vào phòng thay đồ sau trận đấu, Quế Ngọc Hải nán lại một mình để chờ đến khi các cổ động viên Thái Lan gỡ tấm băng rôn xuống. Hải nhớ và găm điều đó trong đầu. Nó là lời hứa của một thằng đàn ông từ hình ảnh đầy ám ảnh đó. Và từ đó trong lòng trung vệ gốc Nghệ An đặt cho mình mục tiêu, nung nấu ý chí ngày nào đó sẽ đánh bại người Thái. Quế Ngọc Hải tiếp quản tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Khi đó thủ quân Văn Quyết không đạt phong độ cao như kỳ vọng nên đội phó Ngọc Hải phải đeo băng đội trưởng. Và có chi tiết khiến nhiều người nhớ về tư chất của một thủ lĩnh khi đàn em Ngọc Hải cởi tấm băng trên tay trịnh trọng đeo cho Văn Quyết để người anh lớn bước lên nhận cúp, giơ cao nó. Trước vô địch AFF Cup 2018 đó, trung vệ từng vài lần vấp ngã và gây thất vọng này có màn trình diễn rất ấn tượng khi lĩnh sướng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và chơi với phong cách của một chiến binh đầy uy mãnh. Chàng trai mới ngoài 20 tuổi sai lầm ở Mỹ Đình hôm nào rồi bật khóc giờ đã lớn, khẳng định giá trị cũng như tầm ảnh hưởng ở màu áo đội tuyển quốc gia khi được trao trọng trách và niềm tin. Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, Ngọc Hải tiếp tục được ban huấn luyện và các đồng đội tín nhiệm giao băng đội trưởng. Và thêm một lần nữa, sự xuất sắc của Ngọc Hải đã khiến đội tuyển Việt Nam có thêm bệ phóng vững chắc ở hàng thủ, làm nên kỳ tích khi vào đến vòng tứ kết và chỉ để thua Nhật Bản với tỷ số sát nút là 0-1 ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục. Đội tuyển Việt Nam phải luôn chiến đấu, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc như những gì huấn luyện viên Paul Hanser mong muốn vẫn nói với cả đội. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ như vậy. Đội tuyển Việt Nam đang rất tự tin và khát khao chiến thắng. Dưới góc nhìn của Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paul Hanser đã hình thành cho mình một tinh thần thi đấu cũng như ý chí kiên cường, không bỏ cuộc dù bất kỳ hoàn cảnh nào trước những đối thủ mạnh ở khu vực hay là châu lục. Đội tuyển Việt Nam hiện đang rất trẻ trung, tự tin, khát khao chiến thắng. Trong bất kỳ trận đấu nào, bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi sẽ thể hiện được điều này. Đó chỉ là khát vọng cống hiến, tinh thần tập thể đoàn kết mà ban huấn luyện viên Paul Hanser đã truyền đến cho các cầu thủ, trung vệ khẳng định. Dù mang đậm dấu ấn với những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, nhưng theo Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Paul Hanser ít nhiều kế thừa những gì tinh túy nhất của những huấn luyện viên tiền nhiệm để có được thành công như thời điểm này. Đội tuyển Việt Nam vừa đánh bại đội tuyển Thái Lan tỷ số 1-0 ở King Cup 2019, qua đó đúng như lời khẳng định của huấn luyện viên Paul Hanser, từ nay Việt Nam không phải sợ bóng đá Thái Lan nữa. Với Quế Ngọc Hải, đây cũng là chiến thắng mở ra trang mới cho bóng đá Việt Nam ở tương lai gần. Chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan luôn là những chiến thắng tuyệt vời nhất. Đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và không làm người hâm mộ thất vọng. Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam khẳng định được quyết tâm, vị thế của mình khi gỡ bỏ tâm lý e sợ mỗi lần chạm trán người Thái. Thêm vào đó, đây là bước đệm quan trọng cần thiết cho những chiến dịch tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Quế Ngọc Hải nói đầy tự hào. Thái Lan run sợ trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022.
Thái Lan đang cảm thấy lo lắng khi thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng FIFA thua xa Việt Nam. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lên kế hoạch cho buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Buổi lễ bốc thăm diễn ra trong 2 ngày, 16-17 tháng 7 tại Doha, Qatar. Việt Nam và Thái Lan đều bắt đầu từ vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Tuy nhiên, Thái Lan lại đang lo lắng bởi thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thăng tiến khi tăng thêm một bậc xếp thứ 16 châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan chỉ xếp vị trí 20 của châu lục và đang đứng thứ hai trong khu vực. Theo thể thức bốc thăm của AFC cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, 16 đội bóng hàng đầu châu lục sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1, số 2 tại vòng loại thứ hai và tránh nằm ở những bảng đấu khó. Nhóm hạt giống số 1 đã được xác định chắc chắn là những đội bóng hàng đầu châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar và UAE. Nhóm hạt giống số 2 Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman và đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn nằm trong nhóm hạt giống này. Còn Thái Lan thì có thể phải rơi vào nhóm số 3 với Philippines và Myanmar. Tờ CM Sport Thái Lan nhận định rằng chúng ta đang bất lợi với thứ hạng FIFA hiện tại. Nếu không thể lọt vào nhóm 16 đội hàng đầu châu Á, đội tuyển Thái Lan chắc chắn ở nhóm 3 và đụng độ với những đội mạnh của nhóm 1 và 2. Nếu như vậy, chúng ta khó lòng lặp lại thành tích lọt đến vòng loại cuối cùng như lần trước, sau King Cup Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có nhiều thay đổi lớn nhằm mục đích hướng tới vòng loại World Cup 2022 sắp tới đây. Đến với channel YouTube Hiếu Thể Thao. Manchester United ngừng đàm phán mua Gareth Bale. Lãnh đạo Quỷ Đỏ sẽ dừng việc theo đuổi Gareth Bale, thay vào đó sẽ tuyển mộ các tân binh trẻ và giàu tiềm năng phù hợp với tiêu chí mà huấn luyện viên Solskjaer đưa ra. Gareth Bale đang cần tìm bến đỗ mới sau khi huấn luyện viên Zidane khẳng định tiền vệ người xứ Wales không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của Real Madrid trong mùa giải mới. Tháng tới, Gareth Bale sẽ bước sang tuổi 30, anh còn thời hạn hợp đồng đến năm 2022, nhưng sự xuất hiện của tân binh Hazard gần như đã khép lại cơ hội ra sân của Gareth Bale. Một số ông lớn ở châu Âu quan tâm tới Gareth Bale, bao gồm cả Manchester United, đội bóng từng hai lần chưa mua hụt cầu thủ thuận chân trái này trong quá khứ. Tuy nhiên, ESPN cho hay huấn luyện viên Solskjaer yêu cầu xếp Quỷ Đỏ không thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến trường hợp chuyển nhượng của Gareth Bale. Sau khi có được sự phục vụ của tài năng trẻ Daniel James, ông thầy người Na Uy tiếp tục công cuộc tìm kiếm những nhân tố mới, trẻ trung và phù hợp với sự phát triển lâu dài tại Old Trafford. Gareth Bale là cầu thủ đẳng cấp, nhưng đội bóng thành Manchester sẽ tập trung đầu tư vào các cầu thủ tiềm năng thay vì những bản hợp đồng đắt giá và lớn tuổi. Một rào cản nữa cho thương vụ này chính là vấn đề lương bổng. Tại Real Madrid, Gareth Bale kiếm được hơn 500.000 bảng mỗi tuần, số tiền mà MU sẽ không sẵn lòng để chi ra khi đã đối mặt với bài học Alexis Sanchez. Để có được ngôi sao của Chile, MU đã phải trả mức lương khổng lồ 500.000 bảng một tuần. Rốt cuộc, Alexis Sanchez đã gây thất vọng tràn trề trong màu áo Quỷ Đỏ và khiến nhiều trụ cột bất mãn vì lương thấp hơn. Vấn đề còn lại là thể trạng. Trong quãng thời gian qua Real Madrid, Gareth Bale thường xuyên dính chấn thương và không thể thi đấu đều đặn. Vậy có thể thấy, việc MU loại Gareth Bale khỏi danh sách chuyển nhượng là cực kỳ hợp lý. Bản thân Gareth Bale muốn quay trở lại Premier League. Tuy nhiên, Tottenham không kham nổi mức lương mà anh yêu cầu, trong khi Chelsea đang phải chịu án cấm chuyển nhượng. Về phần MU, họ đã xúc tiến các thương vụ mới trong tháng 6 này để củng cố vị trí hậu vệ phải với Wan-Bissaka và tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes. MU gặp Chelsea ngay vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Ban tổ chức giải bóng đá Ngoại hạng Anh vừa công bố lịch thi đấu mùa giải 2019-2020 với màn so tài đỉnh cao giữa MU và Chelsea trên sân Old Trafford ngay vòng đấu đầu tiên diễn ra vào hôm 11 tháng 8 tới đây. Mọi con mắt sẽ đổ dồn về nhà hát của những giấc mơ vào ngày 11 tháng 8 khi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer hướng đến tương lai tốt đẹp hơn với tham vọng trở lại Premier League sau một mùa giải cực kỳ bế bát. Chelsea nhiều khả năng sẽ có diện mạo mới vì huấn luyện viên Sarri đang nhấp nhổm ra đi. Tuy đã mất Hazard và không thể mua sắm thêm cầu thủ, nhưng The Blue vẫn sẽ là thử thách đáng gờm của Quỷ Đỏ. Cuộc chạm trán gần đây nhất giữa hai đội bóng tại Old Trafford hồi cuối tháng 4/2019, MU bị cầm hòa một đều đáng tiếc trong ngày David De Gea mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ của Marco Alonso. Trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới sẽ diễn ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên sân Anfield. Á quân Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn khi chỉ phải gặp tân binh Norwich. Đương kim vô địch Man City sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách trên sân của West Ham hôm 10 tháng 8. Nhìn qua lịch thi đấu, thầy trò Pep Guardiola sẽ trải qua giai đoạn đầy khó khăn giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2020 khi lần lượt gặp Tottenham, Leicester City, Arsenal, MU và Chelsea. Arsenal sẽ làm khách trên sân Newcastle vòng đấu đầu tiên. Đến dịp Giáng sinh đầu năm mới, pháo thủ thành London sẽ lần lượt chạm trán Chelsea và MU, lần lượt vào ngày 28 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 của năm mới. Á quân Premier League Tottenham đối diện với lịch thi đấu khá căng ngay từ đầu mùa giải với hai chuyến làm khách trên sân của Man City và Arsenal trong 4 vòng đấu đầu tiên. Người mộ Manchester United
sẽ phải chờ đến ngày 7 tháng 12 mới được xem trận derby Manchester đầu tiên của mùa bóng mới tại Etihad. Cuộc tái đấu lượt về sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào ngày 7 tháng 3. Eden Hazard ra mắt Real Madrid. Mới đây, Hazard cùng gia đình đã đến Madrid và ra mắt đội bóng Real Madrid. Trước buổi ra mắt ở Bernabeu, tuyển thủ Bỉ đã đi thăm phòng truyền thống của cánh kiến trắng, kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng. Theo Marca, có khoảng 50.000 cổ động viên đã đến sân Bernabeu để chào đón tân binh đắt giá thứ hai trong lịch sử Real Madrid. Hazard xếp sau Gareth Bale và đứng trên Ronaldo về giá trị chuyển nhượng của câu lạc bộ. 50.000 cổ động viên Real Madrid từ khắp các khán đài đã liên tục hô vang tên Hazard khi ngôi sao 28 tuổi bước xuống thảm cỏ sân Bernabeu và hô lên biểu tượng trên ngực áo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tương tự như Luka Jovic, Hazard ra mắt với chiếc áo không số. Hiện tại, số áo duy nhất còn trống của Real Madrid là số 16. Cũng theo Marca, chủ tịch Perez đã trao cho cựu sao của Chelsea chiếc áo số 7 huyền thoại của Real Madrid. Chủ tịch Perez phát biểu: "Real hạnh phúc vì có được sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu thế giới. Hazard sẽ sớm nhận ra đây là ngôi nhà tuyệt vời nhất về bóng đá." Về phía Hazard, cầu thủ này cũng bày tỏ: "Real là màu áo trong mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, niềm mong ước đã trở thành sự thật và tôi chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Tôi tự hào khi có cơ hội chinh phục danh hiệu cùng câu lạc bộ lớn nhất thế giới." Hazard sẽ đảm nhận cánh trái của Real Madrid với vai trò tương tự Ronaldo ở thời điểm trước. Tiền vệ 28 tuổi cũng sẽ tái ngộ người bạn thân là thủ thành Thibaut Courtois. Khi được hỏi về phong độ nghèo nàn của Real Madrid mùa trước, Hazard đã trả lời: "Tôi đã rất tập trung vào mùa giải trước với Chelsea, nhưng tôi biết đã có một số khoảnh khắc tồi tệ cho Madrid. Dù sao, họ đã giành được nhiều thứ trong 5 năm qua. Ngay cả đội bóng tốt nhất thế giới cũng có thể có một mùa giải tồi tệ. Ngay bây giờ, đã là lúc chúng tôi trở lại mạnh mẽ hơn và tôi hy vọng sẽ giúp đội bóng làm được điều đó." Dẫu tin Paris Saint-Germain đánh bại MU và Barca giành chữ ký của De Ligt. Trong tuần qua, đại diện của De Ligt là siêu cò Mino Raiola đã có mặt tại Paris để thương thảo với giám đốc thể thao Paris Saint-Germain Antero Henrique. Ajax đòi mức phí 66,5 triệu bảng cho thương vụ bán tài năng trẻ người Hà Lan. Với số tiền kể trên không phải là vấn đề lớn với nhà đương kim vô địch Ligue 1, vốn rất mạnh về tài chính nhờ sự đỡ đầu của các ông chủ Qatar. Tuy nhiên, nhằm thuyết phục De Ligt bỏ qua lời mời từ Barca và MU, Paris Saint-Germain đề nghị bảo hợp đồng với mức lương cao chót vót 211.000 bảng một tuần, tương đương 11 triệu bảng một năm. ESPN đánh giá đây là khoản thù lao cực khủng đối với một cầu thủ mới bước vào tuổi 19. Nếu thực hiện trọn vẹn bản hợp đồng với gã nhà giàu nước Pháp, De Ligt sẽ bỏ túi 55 triệu bảng. Trang thủ quân của Ajax vừa trải qua một bóng cực kỳ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. De Ligt có công lớn giúp Ajax vô địch Hà Lan và lọt vào tới bán kết Champions League. Vẫn còn rất trẻ, nhưng De Ligt đã có hơn 100 trận đấu đỉnh cao cùng Ajax và câu lạc bộ màu da cam. Anh được đánh giá là trung vệ triển vọng nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Nếu cởi bến sân công viên Cao Hoàng Tử, De Ligt sẽ nghiễm nhiên có suất đá chính bên cạnh người đàn anh kỳ cựu Thiago Silva. Để cân bằng ngân sách, tránh bị UEFA sờ gáy, Paris Saint-Germain nhiều khả năng sẽ bán đi Ma Quỷ Nhốt cho Juventus với mức giá 53 triệu bảng. Thủ môn Seresen của Barca muốn được MU giải cứu. Mong mỏi ra đi để cứu vãn sự nghiệp, nhưng Jasper Seresen cũng ý thức được việc sẽ không dễ dàng gì khi Barcelona không muốn bán lỗ thủ môn người Hà Lan. Jasper Seresen là một trong số những ứng viên sáng giá thay thế David De Gea tại Manchester United. Người gác đền 30 tuổi này thực sự tài năng và việc bắt chính cho đội tuyển Hà Lan suốt nhiều năm qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sau đáng tiếc, anh lại chỉ chấp nhận thân phận dự bị ở Barcelona do đội bóng đang có Marc-André ter Stegen trẻ trung và xuất sắc hơn. Seresen mong mỏi ra đi trong mùa hè này để cứu vãn sự nghiệp và Manchester United chắc chắn sẽ là một bến đỗ đủ hấp dẫn và thách thức. Tuy nhiên, khó khăn cho cựu ngôi sao của Ajax Amsterdam như chính anh đã thừa nhận đó là mức giá Barca có thể hét cho các đối tác. Thậm chí gần đây, Benfica đã bị phũ phàng từ chối, mặc dù đã đưa ra một lời đề nghị rất hợp lý ở mức 13 triệu euro. Thủ môn người Hà Lan đã chia sẻ: "Hợp đồng của tôi có điều khoản giải phóng, nhưng cũng chẳng thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Barca chắc chắn không để tôi ra đi với giá của một quả trứng hay một trái táo. Tôi biết mọi cầu thủ đều bị đội giá, nhưng đó là thực trạng của thị trường chuyển nhượng mà chúng ta phải chấp nhận điều đó." Một yếu tố nữa khiến thương vụ này khó có thể xảy ra là Manchester United đã có trong tay ba thủ môn có thể đảm nhiệm vai trò bắt chính, đó là Sergio Romero, găng tay vàng Championship Dean Henderson và thủ môn dự bị Lee Grant. Frank Ribery có thể cập bến Premier League. Sau khi chia tay Bayern Munich, ngôi sao kỳ cựu người Pháp đã nhận được lời mời từ phía Sheffield United. Sau 12 mùa giải gắn bó với sân Allianz Arena, Frank Ribery đã chính thức nói lời chia tay Bayern Munich trong phiên chợ mùa hè năm nay. Ở tuổi 36, nhiều cầu thủ đã tính tới chuyện giải nghệ, nhưng Ribery thì không. Anh vẫn chưa đưa ra quyết định treo giày vì muốn tiếp tục thi đấu. Chưa rõ kế hoạch của Ribery, nhưng theo tờ Kicker, ngôi sao kỳ cựu của Pháp đã nhận được lời mời từ phía Sheffield United, đội bóng mới lên hạng tại Premier League. Mục tiêu của Sheffield ở mùa giải năm nay là trụ lại sân chơi số 1 nước Anh. Với mục tiêu này, Sheffield đang tích cực tăng cường nhân sự. Họ không muốn bỏ qua một cầu thủ đã dày dặn kinh nghiệm và không tốn một khoản phí chuyển nhượng nào như Ribery.
Trong phiên chợ mùa hè năm nay, Sheffield đã chia tay một số cầu thủ sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Sheffield vẫn chưa có sự bổ sung nào. Ribery không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Mặc dù vậy, ở mùa giải vừa qua, anh vẫn ra sân 38 lần trên mọi đấu trường, có được 7 bàn thắng. Cộng với danh tiếng của mình, Ribery hẳn là cái tên mà nhiều câu lạc bộ muốn sở hữu trong phiên chợ mùa hè năm nay. Theo tờ Kicker, tiền vệ kỳ cựu của Pháp đã cân nhắc lời mời của Sheffield bởi trong sự nghiệp thi đấu, anh chưa từng có cơ hội thực sự ở Premier League. Ở mùa giải vừa qua, Sheffield về đích ở vị trí thứ 2 Championship. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm đội bóng này đặt chân lên chơi tại Premier League. Denis Suarez muốn chia tay Barcelona. Tiền vệ Denis Suarez đã bày tỏ nguyện vọng muốn rời Newcastle vào mùa hè năm nay để cứu vãn sự nghiệp, nhưng không muốn trở lại nước Anh thi đấu sau nửa năm thất bại trước bộ áo Arsenal. Hồi cuối tháng 1, Denis Suarez gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Barcelona với mức phí 1,8 triệu bảng kèm theo điều khoản 20 triệu bảng mua đứt vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi người Tây Ban Nha đã cho thấy anh không đủ sức chinh chiến ở môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt và hoàn toàn mất hút trong nửa năm tại Emirates, bố ông thầy người đồng hương Unai Emery phải gửi trả về Newcastle sau mùa giải vừa rồi. Trở lại Barca sau chuyến phiêu lưu ngắn ngủi mà thất bại tại Arsenal, Suarez cũng đã nhanh chóng tìm đường ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Đơn giản, gã khổng lồ xứ Catalan vốn đầy áp ngôi sao tuyến giữa và chưa bao giờ có chỗ đứng cho anh. Mới đây, Denis Suarez cũng đã lên tiếng công khai bày tỏ nguyện vọng mong muốn chia tay dứt tình với Barca trong mùa hè năm nay. Tiền vệ 25 tuổi người Tây Ban Nha đã phát biểu: "Tôi muốn rời hẳn khỏi Barca và chơi bóng, đơn giản là chỉ có vậy mà thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ ưu tiên ở lại thi đấu cho La Liga thay vì ra nước ngoài." Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Hãy nhớ liên tục đột tốt comment để giành phần thưởng vào cuối tháng. Chào mừng các bạn đến với channel YouTube Hiếu Thể Thao. Nicolas Pepe, mục tiêu chuyển nhượng đỉnh đám là ai? Nicolas Pepe đang được cả MU, Arsenal và Liverpool nhắm đến. Lai cũng định giá ngôi sao trẻ của mình lên tới 69 triệu bảng. Câu hỏi được đặt ra, Pepe là ai, chơi xuất sắc như thế nào mà được cả hai đại gia Premier League theo đuổi? Pepe sinh năm 1995 tại Martet Lazuli, một vùng ngoại ô cách thủ đô Paris hơn 30 km. Trước khi có được ngày hôm nay, cậu bé nhà quê này từng trải qua rất nhiều hạng đấu thấp và phải đi qua một hành trình không hề dễ dàng. Năm 17 tuổi, Pepe chơi ấn tượng ở đội bóng nghiệp dư Poitiers. Nhờ vậy, anh lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của Angers. Đội bóng nhỏ này nhanh tay chiêu mộ Pepe năm 2013, rồi giúp anh có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Tuy nhiên, Pepe tiếp tục được Angers đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Mùa giải 2015-2016, anh đầu quân cho New Orleans. Tại đây, Pepe chơi khá tốt với 7 bàn thắng sau 29 trận đấu, giúp đội bóng chơi ở dạng hạng 3 giành quyền thăng hạng. Angers quyết định gọi lại Pepe ở mùa giải 2016-2017, mùa giải anh chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 33 trận. Lai bắt đầu để mắt tới cầu thủ chạy cánh này. Đây là một đội bóng có truyền thống sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Và khi Lai ngỏ lời về Pepe, mức giá 10 triệu euro vào mùa hè năm 2017, thì anh lập tức chia tay Angers để gia nhập Lai. Ở đội bóng mới, Pepe sớm thể hiện được tài năng của mình. Tốc độ cực tốt của Pepe sẽ giúp anh trở thành vũ khí nguy hiểm của Lai. Pepe thậm chí còn được so sánh với Hazard, người cũng có những năm tháng chơi bóng tại Lai trước khi chuyển sang Chelsea. Ngay mùa giải đầu tiên ở Lai, Pepe đã có 13 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Đến mùa giải này, Pepe còn bùng nổ hơn nữa, anh đã ghi tới 22 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của Ligue 1 và anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Lai. Sau đó, tên tuổi của Pepe được cả châu Âu nhắc đến, các tuyển trạch viên đã đưa anh vào tầm ngắm. Manchester United, Arsenal chỉ là hai trong số rất nhiều câu lạc bộ muốn sở hữu chữ ký của Pepe. Được biết, Lai đang đặt giá Pepe lên tới 69 triệu bảng, gấp 7 đến 8 lần số tiền ban đầu mà họ bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này từ Angers. Thậm chí, giá trị của Pepe còn có thể tăng thêm nữa nếu anh tỏa sáng ở Ken Cup năm 2019 diễn ra vào mùa hè này. Đội tuyển bờ biển ngà của Pepe sẽ nằm cùng bảng với Maroc, Namibia và Nam Phi ở giải vô địch châu Phi sắp tới. Hiện, Pepe đã có 4 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Lai đang rất hy vọng Pepe sẽ chơi bùng nổ để tiếp tục thổi giá viên ngọc quý của mình. Theo các bạn, Nicolas Pepe nên đến câu lạc bộ nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Are you?